Dạ, chào mừng cả nhà mình đã quay trở lại kênh của em nha cả nhà. Ngày hôm nay bên vườn sẽ giao lưu với nhà mình một số giống mai để cho chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Rồi đầu tiên cái mã số bên vườn em sẽ giao lưu với mình nha cả nhà. Rồi cả nhà, đây là cái cây cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Rồi cây này cái cúc bứng nè, hoành của nó là chín nha cả nhà. Rồi hoành chín cái đế khá là đẹp nha cả nhà. Rồi cao là 70 ha, tàn ngang là 55 cả nhà ở trên này của nó ha. Rồi em cho cả nhà xem cây này thì rất là nhiều nụ cho mình chơi Tết đó cả nhà. Đây ha, cái dàn nụ của nó khá là nhiều nha cả nhà. Cây này về mình chỉnh sửa, mình vô dây mình chỉnh sửa là đẹp xuất sắc cả nhà. Cây này thì ghép được hơn một mùa nha cả nhà, một mùa rưỡi á, tính là được một mùa rưỡi nha cả nhà. Đây cây rất là ok cho mình luôn, Tết này nữa là được hai mùa nha. Em thấy trong từng cái mắt lá của nó đều có nụ hết cả nhà. Đây ha, cây nào, ủa cây mắt lá nào cũng có nụ cả nhà, tự nhiên nói cây nào. Đây cả nhà, cây là hoa hồng thanh tú nha, cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Dạ cao 70 cả nhà ha, cái tàn đó ha, cao 70 nha. Rồi cái thân nó hơi lắc một xíu cả nhà ha. Dạ cái này ghép ba bo cho mình nha cả nhà. Rồi cây này thì sẽ mau liền cốt nha cả nhà. Cây này cả nhà mình nuôi khoảng chừng 2 năm nữa thì ok lắm luôn nha. Rồi cả nhà, cây này em sẽ giao lưu với nhà mình á, giá là 550, em bao phí vận chuyển cho mình luôn nha cả nhà. Một cúc hoa hồng thanh tú nha. Dạ cái gốc của cái hoành của nó là chín cả nhà ha. Thân lắc lượng cao 70, tàn 55 nha. Hàng này chúng ta chơi Tết rất là ok luôn cả nhà. Dạ 550 em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi ha, hôm nay lên mã số khác nha cả nhà. Rồi đây là mã số B1 bên vườn cả nhà. Rồi hôm nay lên mã B1 nha. Rồi B1 cả nhà, một cây cúc hoa hồng thanh tú nha. Rồi giá 550 vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn. Hoành của nó là 9 cả nhà, cao 70 và tàn ngang là 55, ghép 3 mắt bo cả nhà, cây này ghép một mùa rưỡi nha. Rồi cả nhà, mã số B2 bên vườn nha cả nhà. Dạ B2 bên vườn cả nhà thì em sẽ giới thiệu với mình, đây là một cây đại lộc cả nhà. Thằng này 3,5 mùa liền cốt cho mình chơi Tết nha. Và cây này thì rất là đặc nụ luôn cả nhà, đều nụ dữ lắm luôn nha. Và cái gốc của nó khá là đẹp cả nhà. Đây, nó hình thú nè cả nhà, hình thú hình gì cả nhà, nhìn rất lạ, gọi là quái nha cả nhà, gọi là hình quái nha. Cái cục thụ lụ đây luôn nè cả nhà, nó nhìn rất là đẹp nha. Dạ cái này vườn giao lưu với mình giá là 320.000 vườn bao phí vận chuyển nha. Dạ cái hoành thân của nó là 7 cm cả nhà. Đây ha, em tính ngay chỗ này ha là 7 cm nha. Rồi cây cao là 55 đến 59 cm cả nhà. Nãy em đo là 59 nhưng mà tính 55 nha, cho cả nhà mình dễ kiểm tra hàng nha. Rồi cây thì bao nụ cho mình luôn cả nhà, cây rất là đẹp luôn nha. Dạ đại lộc cả nhà, đại lộc là hoa từ 24 cánh trở lên cả nhà, hoa rất là đẹp luôn ha. Rồi nó mang một ý nghĩa cực kỳ tốt cho những ngày Tết luôn cả nhà. Đại lộc nha, phát tài phát lộc nha cả nhà. Lộc vào là nhiều nhiều luôn cả nhà, lộc lớn luôn ha. Rồi cả nhà, cây này em giao lưu với nhà mình giá là 320 nha cả nhà, em bao phí vận chuyển cho mình nha. Rồi 320 là một cây đại lộc cả nhà, mã số là B2 bên vườn nha cả nhà. Dạ ai thích thì mình liên hệ em nha. Rồi tiếp theo mã B3 bên vườn cả nhà. Dạ B3 bên vườn là một cặp giảo siêu nụ cho mình chơi Tết cả nhà. Hàng này rất là ok cho mình luôn. Rồi em cho cả nhà mình xem gốc nha. Và xem nụ luôn cả nhà. Đây ha, nụ cực kỳ nhiều nha. Rồi đây cả nhà, quá trời nụ luôn nha. Đây cái gốc nè cả nhà, rất là đẹp cho mình luôn. Hàng này thì ok lắm luôn cả nhà. Rồi ha, cả nhà ơi, cây rất là đẹp cho mình luôn nha. Dạ, cặp này em giao lưu với nhà mình giá là 300, em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi cặp giả siêu nụ thì giao lưu mình 300 ha, em bao phí vận chuyển cho mình nha. Dạ đây là mã B3 bên vườn nha cả nhà. Rồi chiều cao của cặp giả siêu nụ này là cao trung bình là 45 cm trở lên cả nhà nha. Hàng này là hàng hai mùa nha cả nhà. Rồi, nụ này rất là nhiều luôn, dày đặc nụ nha cả nhà. Dạ mình thích thì mình liên hệ em nha. Đây là mã số B3 bên vườn cả nhà, một cặp giả siêu nụ nha, giá 300 vườn bao ship cho mình nha cả nhà. Rồi tiếp theo mã B4 cả nhà. Dạ B4 thì em giao lưu với mình ha. Dạ đây là ba cái cúc hoa hồng thanh tú cả nhà. Hàng này mình trồng đất chơi Tết lấy bo được luôn, tại vì cây đang ôm nụ khá là nhiều nha cả nhà. Rồi và cây ôm nụ thì cây cũng có bo luôn cả nhà. Đây ha, cúc hoa hồng thanh tú nha cả nhà, cây rất là đẹp cho chúng mình luôn. Đây cả nhà ơi. Dạ cây có nụ ha. Dạ cái hàng này mình về mình thay chậu nha cả nhà. Thay chậu để bàn rất là đẹp luôn. Rồi cái này mình muốn lấy bo cũng được, trồng đất và chơi Tết đều được hết nha cả nhà. Dạ ba cây cúc hoa hồng thanh tú này cả nhà, hôm nay thì giao lưu với nhà mình giá là 330, bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi ba cây này giá 330 nha cả nhà, bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ bình thường ba cây là 350 nha cả nhà, hôm nay bán mình 330 nha, bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi ha, mã này là mã B4 bên vườn cả nhà. Rồi cả nhà mình ơi, B5 hay là một cây cúc hồng nhị hoàng quyết long nha. Dạ hàng này chơi Tết nha cả nhà. Rồi cây này là hai mùa liền cốt luôn, cao 50 cả nhà. Tàn ngang của nó là 35-40 ha.
rồi hàng có đủ cho mình chơi Tết nha. Dạ cái này là mã B5 bên vườn nha. Dạ cây cúc hương vị Hoàng Quyết Long này giá là 300 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Rồi ha, ai thích thì liên hệ em nha. Một cây cúc hương vị Hoàng Quyết Long nha. Dạ cây này 300 vườn bao phí vận chuyển cả nha. Mã số là B5 bên vườn nha cả nhà. Cây rất là nhiều nụ cho mình chơi Tết cả nhà. Tiếp theo là mã B6 bên vườn cả nhà. Dạ B6 thì giao lưu với nhà mình là một cái cúc cam cả nhà. Hàng này 3 mùa ha, cho chúng ta chơi Tết nha cả nhà. Hàng này cái nụ rất là nhiều luôn nha. Rồi cây cúc cam này cả nhà cao là 55 nha, tàn ngang của nó là 50 cả nhà. Rồi xem một vòng cả nhà mình xem nha cả nhà. Cây rất là xum xuê luôn ha, hàng 3 mùa liền cốt cúc cam nha. Dạ cây này vườn giao lưu với nhà mình giá là 350 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Tại cái gốc ở nhà rất là to nha, cúc cam hàng già mùa liền cốt cho mình luôn nha cả nhà. Rồi cây này giao lưu với mình là 350 vườn bao phí vận chuyển nha cả nhà. Mã số B6 bên vườn nha, một cây cúc cam cả nhà. Rồi cây rất là ok cho mình chơi Tết luôn cả nhà ơi. Cả nhà ơi, tiếp theo là mã số B7 bên vườn cả nhà. Dạ B7 bên vườn thì em sẽ giao lưu với mình cả nhà. Đây là một cây cúc 150 cánh nè, hàng này ghép là được một mùa nha cả nhà. Rồi cái đến là một bạn cúc thọ hương nha. Cây cũng rất là xum xê cho chúng ta luôn, cái này mình về là mình chơi Tết được luôn ha, nó có nụ rồi cả nhà. Trồng đất lấy bo đều được hết luôn nha. Dạ hàng này ghép gốc nhớt cả nhà, ghép gốc nhớt mà thân được uống nhắn lông khá là ok ha cả tàn cả nhà. Cây rất đẹp luôn nha. Rồi kế đến là cúc hoa hồng Thanh Tú nha. Cây này thì có nụ khá là nhiều luôn nè. Cái hàng này về lấy bo được cả nhà, chơi Tết trồng đất thì ok hết nha. Rồi ba cây cả nhà ha, cái mã này ba cây ha. Rồi giao lưu với nhà mình cái mã này là 300 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Gồm một hoa hồng Thanh Tú, một cúc thọ hương và một cúc 150 cánh nha cả nhà. Dạ mình có nhu cầu mình lấy bo ghép nè cả nhà, được luôn ha, trồng đất luôn được luôn cả nhà. Và mình chơi Tết cũng được ha. Mình tết bằng hoa gì được hết cả nhà, tại vì cây nó đang ôm nụ rồi cả nhà. Mình về mình thay chậu mình chăm sóc hay để mình sử dụng thôi nha cả nhà. Rồi mã này giao lưu với nhà mình giá 300 vườn bao phí vận chuyển nha. Dạ chiều cao trung bình của cây là tầm 45 cm trở lên nha cả nhà. Cây già mùa vẫn cứng cáp cho mình luôn. Rồi tiếp theo mã số B8 bên vườn cả nhà. Rồi B8 thì em sẽ giao lưu với mình là một cúc hương vị Hoàng Quyết Long nha cả nhà. Rồi cây này 2 mùa liền cốt luôn cả nhà. Rồi cao chiều cao tính trung bình là 50 luôn nha. Và cây hiện tại thì đang ôm nụ khá là nhiều luôn cả nhà. Rồi cái lô này thì nó cao chiều cao nó bằng nhau cả nhà. Và cái nó quấn rễ cũng khá là giống nhau luôn. Đây nụ rất là nhiều cho mình chơi Tết luôn nha cả nhà. Rồi ha, cây này thì giao lưu với nhà mình giá là 300.000 luôn vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Một cúc hương vị Hoàng Quyết Long. Dạ cây này 2 mùa, cái hoành trung bình của nó là 6 cm nha cả nhà. 6-7 cm nha, cây hiện tại đang ở chậu 2 nha. Dạ khi gửi cây thì em sẽ bó bầu nha cả nhà. Rồi em bó bầu em tháo chậu nha cả nhà, cây thuần chậu nè cả nhà, mình cứ yên tâm nha. Rồi bao chuẩn giống hoa cả nhà và bao cam kết là đúng cây luôn cả nhà. Rồi mình mua hàng bên em mình cứ chụp hình là cái cây lại cả nhà, rồi để tới khi mà giao hàng thì mình sẽ kiểm cây nha. Rồi cả nhà. Rồi cúc hương vị Hoàng Quyết Long nha. Dạ cái này là mã B8 bên vườn nha cả nhà. Rồi 300 vườn bao phí vận chuyển cả nhà, mình có nhu cầu thì mình cứ liên hệ với em nha. Nhà mình ơi, tiếp theo là cái mã B9 bên vườn nha cả nhà. Rồi B9 bên vườn thì em sẽ giao lưu với mình cả nhà. Đây là giống dảo cánh tròn cả nhà. Dảo cánh tròn hay hoa rất đẹp cả nhà, hoa từ 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Một giống khá là mới luôn nha cả nhà. Nó na ná với dảo đồng tiền cả nhà, nhưng mà dảo cánh tròn thì nó có một cái ưu điểm là hoa nó cực kỳ to cả nhà, hoa nó to hơn dảo đồng tiền nha. 8 đến 12 cánh cả nhà, hoa cực kỳ chuẩn luôn nha. Dạ nó to giống như là cái hoa của nó mà đủ sức thì nó sẽ to giống như là hoa siêu bông Sài Gòn cả nhà. Rất là đẹp luôn. Rồi cái cánh nó tròn cả nhà, 8 đến 12 cánh và nó xoáy vô cả nhà, đẹp lắm. Rồi nó xoáy nhẹ nhẹ vô cả nhà, nó xếp lớp với nhau nha. Dạ đây là dảo cánh tròn cả nhà. Rồi ba cây này thì giao lưu với nhà mình là 300.000 vườn bao phí vận chuyển nha. Dạ hiện tại thì cây cả nhà, cây gốc nhớt cả nhà nó có được một số nụ cả nhà, mình về tép mặt hoa được nha. Dạ cái này thì hoa nó cũng to cả nhà, nhưng mà nó không có to đỉnh bằng khi mà chúng ta ghép vào những cái cây lớn nó đủ sức nha cả nhà. Tại vì đây là cây gốc nhớt nha cả nhà. Rồi ha, cái mã này là mã số B9 bên vườn nha cả nhà. Rồi mình có nhu cầu thì mình sưu tầm nha cả nhà. Đây là 300.000 vườn bao phí vận chuyển nha, ba cây dảo cánh tròn cả nhà. Rồi tiếp theo là cái mã B10 bên vườn cả nhà. Dạ B10 bên vườn cả nhà là giao lưu với mình ba cây ha. Đây là cúc Tân Châu cả nhà. Rồi cúc Tân Châu hàng này nó liền cốt được khoảng 90% ha. Cây là ghép cốt quấn rễ rất là đẹp luôn cả nhà. Ghép này là quấn rễ thú cả nhà, hình thú ha, rất là đẹp cho mình luôn. Hiện tại thì cây đang ôm nụ nè. Cả nhà mình thấy cây nó đang có nụ ha, để cho mình chơi Tết được nha cả nhà. Dạ hàng này lấy bo được, trồng đất chơi Tết được luôn cả nhà. Đây ha, đây là cúc hoa hồng Thanh Tú. Trong cái combo này là có một cái cúc hoa hồng Thanh Tú cả nhà, rất là đẹp cho mình luôn. Dạ gốc thì quấn rễ cả nhà ha, cây rất là cứng cáp cho mình luôn nha cả nhà.
Rồi kế đến nha cả nhà. Rồi đây là cúc gia định nha cả nhà. Đây cúc gia định nha. Cúc gia định này hiện tại thì cây em thấy nó cũng có nụ luôn cả nhà. Lá nó rất là nhạt ha, nó thích lá rất đẹp cả nhà. Đây ha. Đây cả nhà. Cây xum xuê cho mình luôn nha. Giá combo này giá là 300.000 vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn cả nhà. Rồi một cây thanh tú nè, một cây cúc gia định nè và một cây tân châu nha cả nhà. Rồi ba loại ba giống ha. Giá 300 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Rồi mã số B10 bên vườn nha. Dạ ai có thích thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi cả nhà ơi, tiếp theo mã số B11 bên vườn nha cả nhà. Dạ B11 bên vườn thì em sẽ giao lưu với mình gồm 3 giống nha cả nhà. Rồi ha, giới thiệu từng giống luôn. Đây là cúc hoa hồng thanh tú cả nhà. Đây, cúc hoa hồng thanh tú nha. Dạ em để xỏa tàn nó rủ xuống như thế này nha. Dạ cái này mình về mình có nụ cho mình chơi Tết được đó cả nhà. Rồi có bo luôn nha cả nhà. Cây này thì ghép có cuốn rễ như thế này nha. Hiện tại thì cây rất là xum xuê luôn. Dạ nó cao tầm 45cm trở lên cả nhà. Rồi cái đến là cúc viết cả nhà. Rồi cúc viết hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Cái này mình lấy bo được cả nhà. Cái hàng này chơi Tết thì nó không có hoa nhiều, nó có một vài hoa thôi cả nhà. Rồi cái này mình tép bằng hoa nha. Cây thì bao chuẩn giống cả nhà mình, cái nhà mình cứ yên tâm nha. Dạ đây là cái gốc của nó cả nhà. Rồi ha, kế đến là cúc thọ hương cả nhà. Rồi hàng này cúc thọ hương nè cả nhà. Ghép gốc quấn rễ cho mình nha. Dạ hàng này thì cũng có hoa luôn cả nhà, nó đang có nụ luôn ha. Cây này cũng được nhiều nụ ạ. Cúc thọ hương thì dễ sống lắm cả nhà, nó sức sống của nó cực kỳ là bền bỉ luôn cả nhà. Rồi ha, với cúc thọ hương này cả nhà mình tép bạc hoa được nha. Dạ mình chơi Tết thì nó không có nhiều nụ ha, tại vì cái này là hàng giống nè cả nhà. Rồi ha, em có cúc thọ hương chơi Tết cả nhà là cái hàng 130.000 một cây cả nhà, cái đó nó nụ nhiều hơn, nó uống nhắn lông luôn ha. Dạ tuy nhiên thì cái này được khoảng chừng 10 mấy 20 nụ cả nhà, nó đang tạo nụ thêm nữa cả nhà, thì mình cũng có thể chơi Tết được ha. Dạ tùy cái sở thích của mình cả nhà. À một số cô chú anh chị mình nó cũng thích sưu tầm những cái cây nhỏ nhỏ như này cả nhà, để mình trồng cả nhà là nó ra một hai hoa cho mình chơi cả nhà là mình thấy đủ rồi ha, mình thấy vui rồi cả nhà. Không có cần mà những cái cây lớn cả nhà, tại vì nó những cái cây lớn thì cái số tiền nó cao hơn cả nhà, nên cô chú anh chị mình cũng có cân nhắc đó cả nhà. Rồi ha, dạ tùy theo sở thích mà mình mua nha cả nhà. Rồi cả nhà ơi, cái mã này thì em cũng sẽ giao lưu với nhà mình, giá là 300.000 nha, vườn bao phí vận chuyển cho mình cả nhà. Cái này là em ship COD toàn quốc luôn, mình mua hàng thì mình được kiểm tra cây nha cả nhà. Rồi mã này em giao lưu với nhà mình giá là 300, vườn bao phí vận chuyển cả nhà, mã số B11 bên vườn nha. Rồi cả nhà tiếp theo là mã số B12 bên vườn nha. Dạ B12 bên vườn thì em sẽ giao lưu với mình cả nhà. Đây là cái cúc thanh long cả nhà. Cúc thanh long hay còn gọi là cúc tâm phúc mà cả nhà, cúc dạng phúc đều là nó hết nè cả nhà. Rồi hôm nay có mặt hoa cúc thanh long luôn cả nhà. Trời ơi nó bự cả nhà ơi, nó rất là to luôn cả nhà, quá trời đẹp luôn cả nhà ha. Ướm tay cả nhà coi nha, cái tay bự chảng luôn nha. Trời ơi cái mặt hoa nó cả nhà, nó rất là lâu tàn cả nhà, nó tầm 5 ngày luôn á cả nhà. Nó cỡ cúc thọ hương chứ không có thua nha cả nhà, có khi nó hơn nữa cả nhà. Bữa anh khách phản hồi với em là cả nhà anh bỏ cả tuần lễ nó mới tàn cả nhà. Trời ơi cây quá trời đẹp nha cả nhà. Dạ hàng này là hàng chơi Tết nè, hàng hai mùa luôn cả nhà. Cái dàn nụ của nó là phải nói là quá trời quá đất luôn ha cả nhà. Cặp này thì em sẽ giao lưu với nhà mình giá là 330 nha, vườn bao phí vận chuyển cả nhà. Cái này là cúc thanh long hai mùa liền cốt này cả nhà, hay còn gọi là cúc dạng phúc ha. Dạ cái này có cái mặt hoa cho mình luôn cả nhà, cây bao chuẩn giống luôn cả nhà. Hổm gài cả nhà thấy có nhiều cây nha cả nhà, nhưng mà sao cái cây này cả nhà cái hoa nó to dữ vậy nè. Mấy cái hoa kia thì nó hơi nhỏ hơn xíu cả nhà, chắc cái cây này nó đủ sức cả nhà. Quá trời to luôn cả nhà, nhưng mà nó xê xích khoảng chừng 9-10 thôi cả nhà. Cây này cây này thì 10, cái mấy cây trước á là nó hơi chín nha. Cái mặt hoa thân cây bông này nó quá trời to luôn cả nhà, quá trời đẹp ha. Dạ cái này là 330 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha. Hàng này hàng chơi Tết nha cả nhà. Dạ mình thích thì mình liên hệ em để sưu tầm giống nha. Cái này là một giống cực kỳ đáng sưu tầm luôn cả nhà. Đây là cái gốc liền cốt hết cho mình luôn nha. Dạ hàng này bên em thì liền cốt hết cả nhà, cứ yên tâm nha. Rồi chiều cao trung bình của nó thì em tính cho mình 45cm trở lên nha cả nhà. Rồi mã này B12 cả nhà, ai thích thì liên hệ em nha. Rồi cả nhà mình ơi, tiếp theo mã số B13 bên vườn cả nhà. Dạ B13 là cái dạng này là cúc 150 cánh đó cả nhà. Rồi hàng này thì nó có nụ cho mình tép mặt hoa cả nhà. Cả nhà cũng có thể chơi Tết được luôn ha. Dạ cái B13 là gồm 4 cây cúc 150 cánh. Dạ tiếp theo là mã số B13 bên vườn cả nhà. Dạ B13 bên vườn thì em giao lưu với mình cả nhà. Hàng này là cúc 150 cánh cả nhà. Dạ hàng này là ghép liền cốt cả nhà, có cây liền cốt ha, có cây chưa nha cả nhà. Mà trong cái combo này thì là nó đã liền cốt hết luôn rồi cả nhà. Rồi ha, 4 cây cả nhà, 4 cây này cây nó có nụ cho mình luôn cả nhà. Mình có thể chơi Tết hoặc là lấy bo hoặc là trồng đất đều tùy theo cái sở thích của mình nha cả nhà, và nhu cầu của mình sử dụng để làm cái gì nha cả nhà. Rồi cây rất là ok cho mình luôn cả nhà, hàng này nó cứng cáp và cả nhà nó liền cốt rồi ha. Dạ cây cao trung bình là 45cm cho mình nha cả nhà. Rồi ha, 4 cây này thì bên vườn sẽ giao lưu với nhà mình giá là
300 ngàn thôi, vườn bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi 4 cây 300, vườn bao phí vận chuyển cho mình luôn cả nhà. Cúc 150 cánh nha cả nhà. Dạ cả nhà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nha. Dạ tiếp theo là mã số B14 bên vườn luôn cả nhà. Dạ B14 thì em giao luôn với nhà mình 3 giống nha. Rồi 3 giống thì sẽ như sau cả nhà. Rồi đầu tiên giới thiệu với mình cả nhà, đây là cúc 150 cánh cả nhà ha. Cây thì quấn rễ liền cốt luôn cả nhà và nụ cũng nhiều quá cả nhà, cho mình chơi tết nè. Trồng đất được luôn cả nhà, lấy bo được luôn ha. Rồi ba công dụng nha cả nhà. Rồi cái đến là cúc hoa hồng thanh tú cả nhà. Cái này ghép gốc nhớt nha cả nhà. Rồi cây hiện tại thì như thế này ha, nó có nụ luôn ha. Và cành lá thì nó cũng xum xuê lắm cả nhà. Rồi cái đến cả nhà là cây cúc tân châu nha. Rồi tân châu thì quá trời nụ rồi cả nhà. Rất là đẹp cho mình luôn, tàn nhánh thì xum xuê ha cả nhà. Rồi mã này 3 cây cả nhà, mã là B14 gồm 3 cây ha. Rồi 3 cây là giá 300 ngàn em bao phí vận chuyển cho mình luôn cả nhà. Nãy giờ không có quay cái tàn phía trên cả nhà. Tàn phía trên rất là đều luôn cả nhà và nó to ha. Rồi mình mua hàng bên em là kiểm tra cây cả nhà. Chiều cao trung bình của những cái cây này cả nhà là tầm 40cm trở lên nha cả nhà. Rồi mã số B14 bên vườn cả nhà. Rồi cả nhà tiếp theo là mã số B15 bên vườn nha. Rồi B15 bên vườn là một gốc giảo siêu bông Sài Gòn ha. Cái này ghép gốc bứng cả nhà. Rồi những cái tược này thật là xum xuê cho mình về mình lấy bo nha cả nhà. Dạ hàng này lấy bo hết chứ không chơi tết được nha cả nhà. Em thấy nó có được một hai nụ, cái này là mình chỉ tép mặt hoa thôi ha. Đây cả nhà, rất là nhiều bo cho mình lấy ha cả nhà, hàng thùng chậu nha. Rồi cây gốc thú như thế này nha cả nhà, rất là đẹp nè. Cây gốc nằm như thế này cả nhà, gốc thú nằm là có duyên ha. Hoành của nó là 12cm nha cả nhà. Rồi hoành 12 ha. Cái này ghép được hai mắt bo cả nhà, hai mắt bo thì nó chìa ra được ba nhánh cả nhà. Rồi nó cũng ok cho mình lấy bo cả nhà, lấy rất là nhiều bo nha. Dạ cái này thì vườn giao lưu với nhà mình á, giá là 500 ngàn vườn bao phí vận chuyển nha. Rồi một gốc giảo siêu bông Sài Gòn cả nhà. Rồi 500 vườn bao phí vận chuyển cho mình nha cả nhà. Gốc thú cả nhà. Đây ha, thú nằm rất là đẹp luôn cả nhà. Hoành của nó là 12 nha. Rồi cả nhà ai thích thì liên hệ em nha. Dạ số điện thoại của em là 0984955952 nha cả nhà. Và 0965955952 nha. Dạ hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em nha cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà mình nha.